Hello, Hiệu ủy xin mến chào tất cả các anh em có cùng sở thích, đam mê huấn luyện và chăm sóc chim cảnh, đặc biệt là những cái dòng chim biết nói chuyện, cũng như là chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của Hiệu Nguyễn Vlog ha. Thì giới thiệu với các bạn, trong cái bộ sưu tập của mình là mình có được là ba em chim nói chuyện các bạn, một là chim chim nhồng, hai là chim cưỡng, ba là em chim sáo nâu. Bây giờ là em chim sáo nâu như mình thì nó cũng biết tự mổ thức ăn rồi, cho nên là trong lúc mình đi làm thì mình không có đem em đó theo, mình chỉ đem hai em chim chim non là em chim nhồng này là thì mình mua là nhồng Đắk Lắk các bạn. Thì nó nhồng Đắk Lắk thì nó có cái mỏ, cái tích và cái chân nó màu vàng khá là đẹp ha. Thì các bạn, nếu mà các bạn nào mà chưa có biết gì chim á thì mình cũng nên chọn những em chim nhồng, thì đặc biệt là các anh em người ta chơi trước, người ta phân biệt cho mình là có hai loại, một là nhồng quảng, hai là nhồng Đắk Lắk đó. Thì nhồng quảng là cái mỏ với lại cái tích với lại cái chân nó màu vàng nhạt thôi, nhìn mình nhìn vô thì nó nhạt lắm, mà nó không được đậm như gì ha. Thì bạn xem như em nhồng nhồng non như mình nè, cái này là nó cũng tầm khoảng chừng được gần gần là hơn nửa tháng thôi bạn, thì nó đã phát triển như vậy rồi. Thì nếu mà so về cái giá tiền nhồng quảng với lại nhồng Đắk Lắk thì nhồng Đắk Lắk nó mắc tiền hơn ha. Thì cái số tiền mà mua em chim nhồng thì nếu mà các bạn nào muốn quan tâm thì cứ comment ở bên dưới, mình sẽ trả lời là cho các bạn biết số tiền. Còn nếu mà mình làm YouTube ở trên đây thì mình không có nói số tiền để cho anh em người ta kinh doanh ở trên mạng các bạn, thì không bị ảnh hưởng đến những anh em đó. Thì mình hôm nay mình cũng hướng dẫn cho các bạn biết được là cái cách chăm sóc chim non như thế nào, nó cũng khá là dễ dàng thôi bạn. Nhiều anh em người ta chưa nuôi chim là người ta sợ chăm sóc chim non, tại vì chim non là rất dễ chết ha. Tại vì mình có thể là mình bỏ bê nó. Thậm chí giờ khi Nguyễn đi làm mà ở chỗ mình thì cũng nói chung là cũng khá là dễ, cho nên là mình mang những em thú cưng mình theo và mình tiện cho cái việc mà chăm sóc. Còn những cái chỗ mà làm mà nó khó bằng thì mình không thể nào mình đem theo được, cho nên là những anh em nào mà nuôi chim thì khi Nguyễn cũng nhắc lại những cái video trước thì mình cũng có nói rồi là nếu mà anh em không có thời gian để chăm sóc thì mình nên mua chim nó lớn hơn một xíu, là nó đã biết tự mổ thức ăn rồi thì mình về mình chăm sóc rồi nó tiện hơn. Còn nếu mà anh em nào mà có thời gian thì mình cứ mua chim non về mình chăm sóc thì nó giống như là nó quen tay quen chân hơn, mà khi nào mà mình nuôi nó lớn rồi thì nó không có bị nhát. Còn nhớ anh em nào mà mua chim lớn thì lúc mà mình mua về thì nó hay bị nhát, bị tung lồng rồi này cái nọ. Nhiều anh em cũng phiền hà về cái vấn đề đó, cũng hỏi mình là hãy chỉ cho anh em cái cách mà để khắc phục cái con chim nó nhát. Thì để những video tiếp theo thì mình sẽ nói về cái cách khắc phục đó ha. Còn hôm nay thì mình cũng chỉ hướng dẫn cho anh em cái cách mà để chăm sóc chim non thôi, tại nhiều anh em chưa nuôi chim lần nào họ rất là sợ trong việc mà chăm sóc chim non bạn. Tại chim non nói chung là nếu mà nó dễ thì nó cũng không dễ lắm, mà nó khó thì nó cũng không khó quá. Ăn thua là mình hiểu và mình yêu thương cái loài vật mình đang nuôi thì mình chăm sóc khá là thoải mái. Mà đây là cái hũ thức ăn mình đã pha sẵn rồi nè, cái này bao gồm là có cám trứng, mà nếu mà mình muốn thích nữa thì mình chọn thêm một vài viên cám ớt vô để giống như là mình cho nó ăn cho nó ấm bụng thôi, chứ mình cũng không nên mà cho cám ớt nhiều nữa, tại vì những con non này nó khi mà nó ăn vô nó bị cay thì nó sẽ nhả ra đó. Các bạn thấy nó hồi sớm này mình cũng mới tiện cái cánh nó một ít, tại vì bây giờ nó đã bay giỏi rồi bạn, thì giờ nó bay nó phóng nhảy, nhưng mà bạn thấy nó cái độ thân thiện là nó có, do là mình nuôi chim non lên thì chim non rất rất là thân thiện. Và mình có một mẹo nho nhỏ, cái này là hồi sáng ông anh ông kia mới vừa dạy cho mình, là các bạn nuôi chim mà thì mình nên ha, cái này nói chung là những cái mẹo này anh em nào mà
nghe và học theo thì học, còn không học theo thì thôi. Chứ nếu mà có vấn đề gì thì anh em cứ để cái comment ở dưới mình sẽ trả lời, tại vì cái này nó cũng là mẹo dân gian thôi. Người ta nói là khi mà cho nó ăn á, thì mình nên giống như là cái nước bọt của mình các bạn, mình cho nó uống nước bọt, và cái lúc mình giặt quần áo á, là mình lấy cái nước giống như cái nước loãng của cái mình xả cái quần áo mình rồi á, mình lấy cái nước loãng đó mình cho nó uống. Cái nước loãng đó giống như là mình cho nó uống rồi cho nó uống nước bọt rồi á, là nó sẽ quen, nó sẽ thân thiện với mình hơn. Khi lớn thì nó sẽ không không có bỏ nhà đi bay đi bạn. Thì đây là cái mẹo cũng khá là hay ha. Nếu mà anh em nào mà nuôi chim mà áp dụng được thì mình nên áp dụng ha. Còn nếu mà các anh em thấy mà nó sợ hay là mất vệ sinh rồi đó thì anh em không áp dụng cũng được. Thì khi Nguyễn biết cái vấn đề gì thì mình cứ chia sẻ lại với những anh em nào người ta chưa biết thôi. Còn còn cái việc mà áp dụng hay không áp dụng thì tùy vào mỗi anh em. Đây thì cái này là cắm trứng, mình muốn cho nó tan ra nhanh và nó tan mịn luôn á thì mình nên pha nước sôi ha. Lúc trước thì mình pha nước thường thôi, thì cám viên cám nó sẽ không tan hết, nó sẽ còn cứng cứng. Bây giờ các bạn thấy mình pha nước nước ấm, nước sôi, có thể là nước sôi nữa. Nếu mà các bạn pha nước sôi thì mình nên chú ý ha, khi nào mà chiên cá mình bóp mình thấy nó nguội á thì mà mình hãy cho chim nó ăn, chứ mình đừng có nôn nóng quá, mình cho nó ăn trước khi viên cám nó chưa có nguội á, thì nó sẽ làm bỏng cái lưỡi và sẽ làm nguy hại đến con chim của mình ha. Đây, đây. Mỗi ngày thì có bạn thì hỏi là cám này thì mỗi ngày cho nó ăn bao nhiêu cử, thì cũng vô chừng lắm bạn. Thì tại chim thì nó đói lúc nào thì nó kêu lúc đó, nó hả họng nó kêu thì nghe nó giống như mà mình nghe nó kêu thì mình cũng sốc thôi. Mình rảnh, mình có thời gian thì mình cứ cho nó ăn thôi. Giờ cũng nó cũng cách khoảng chừng 1 tiếng đến 2 tiếng một giả, có khi là 2 tiếng, trễ nhất là 2 tiếng ha, thì nó mới kêu, nó đòi ăn một lần. Còn còn nếu không thì nó cũng bình thường, nó ngủ không à, nó ngoài thời gian ăn ra rồi nó ngủ thôi, nó ngủ chỉ để ăn rồi ngủ để lớn thôi. Thì cái cách chăm sóc chim non thì nó chỉ đơn giản vậy thôi. Với lại các bạn nên, nếu mà các bạn nuôi chim non thì mình cũng cần trang bị cho mình một số kiến thức là về những cái bệnh về mắt hay là những bệnh khàn tiếng tiêu chảy hay chim á, thì mình cũng nên mua những loại thuốc. Giống như hồi hôm cái hôm trước thì khi Nguyễn có ra cái video là những cái loại thuốc để dùng, để thường dùng cho chim á, thì có loại mà viêm ung thanh đó bạn, thì các bạn cũng nên mua để dành trong nhà. Với lại cái loại mà thuốc nhắm mắt Toramycin á, thì các bạn nào có quan tâm đến khi Nguyễn đến chơi chim á, thì vào kênh của khi Nguyễn mình coi lại hai cái loại thuốc đó. Bữa khi Nguyễn cũng có giới thiệu với anh em là hai loại thuốc đó đặc trị những cái bệnh về mắt, về tiêu chảy, về khàn tiếng cho chim cũng khá là hay. Thôi Khi Nguyễn cũng xin cảm ơn anh em và mọi người nãy giờ đã theo dõi cái video của mình về cái cách mà để chăm sóc chim non nó như thế nào cho được tốt. Thì mình mua chim thì mình cũng nuôi chim non từ chim non lên thôi, thì mình nuôi con chim nó phát triển khỏe mạnh thì mình mới dám hướng dẫn mình chia sẻ lại với anh em. Chứ nếu mà mình nuôi mà gặp trắc trở gì thì mình sẽ rút ra một cái bài học đó và mình cũng chia sẻ lại với anh em để cho anh em tránh được ha. Thôi Nguyễn cũng xin cảm ơn mọi người đã theo dõi cái video của mình. Chúc mọi người vui và thành công trong cuộc sống.